Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách xây dựng cho môn phái Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn mình sẽ có một số cái đánh giá cơ bản như sau các bạn ạ. Thì nó sẽ có độ cơ động rất là cao, tại vì Thiên Nhẫn có khả năng tàng hình cũng như là di chuyển rất là nhanh, rồi tốc độ xuất chiêu cũng rất là nhanh, khả năng dồn đam rất mạnh. Thì cái khả năng dồn đam của Thiên Nhẫn nó phụ thuộc vào cái tốc độ đánh, và cái thứ hai là do cái chiêu ma diệm thất sát này các bạn, ma diệm tại thiên. Cái này nó sẽ búp cái sát thương hệ lên thêm 10%, do đó Thiên Nhẫn nó dồn đam rất là mạnh. Rồi đây là môn phái sẽ rất thích hợp cho những bạn nào chơi cá nhân theo dạng solo, rồi hoặc là đi theo cái kiểu ám sát những cái ặc mà bị yếu máu trong Thông Thiên Tháp. Về nhược điểm của môn phái Thiên Nhẫn thì cái kỹ năng của Thiên Nhẫn nó hơi bị động, chỉ nó phụ thuộc vào combo các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ đợi tất cả những chiêu, tất cả những cái chiêu của môn phái Thiên Nhẫn này nó phải hồi lại hết á, thì lúc này các bạn tung một cái combo mới hiệu quả và mới có thể kết thúc được đối phương. Đó. Rồi nó kháng rất là yếu, dễ dàng bị tử vong, dễ dàng bị những cái ặc khác kết thúc nếu mà các bạn BK không khéo. Kháng hiệu ứng thì thấp và nó dễ bị khống chế, mức độ BK Thiên Nhẫn thì khá là khó. Và Thiên Nhẫn thì tham gia những cái hoạt động quần chiến lớn, ví dụ như là tống kim, công thành chiến hoặc là đi săn boss thì nó sẽ rất là khó khăn, tại vì đây là môn phái tay ngắn. Đó, nhưng mà với những áp lực chiến cao thì các bạn hoàn toàn có thể chơi được Thiên Nhẫn để tham gia được các hoạt động. Về việc Thiên Nhẫn sẽ đi được những hoạt động nào và tham gia như thế nào thì mình sẽ có một cái đánh giá chi tiết ở phần cuối video này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bước vào cái vấn đề chính trong video hôm nay, đó chính là xây dựng cho môn phái Thiên Nhẫn. Rồi, hôm nay mình sẽ có những nội dung như sau, đó là tẩy luyện trang bị, khảm đá hồn, chân nguyên, đồng hành, môn khách, mảnh tuyệt học, kinh mạch, tụ bảo bồn, trang bị ngựa và cuối cùng đó chính là trận pháp. Thì trong những vấn đề này mình sẽ tập trung nói nhiều nhất, đó chính là chân nguyên các bạn, đồng hành nữa nè, môn khách, mảnh tuyệt học. Đây là bốn vấn đề mình sẽ tập trung xoáy vào cái vấn đề này. Còn những cái vấn đề còn lại, ví dụ như là tẩy luyện trang bị, khảm đá hồn hay là kinh mạch, thì mình sẽ chỉ nói một cách đơn giản nhất và các bạn cho các bạn dễ hiểu nhất. Tại vì những vấn đề này nó theo cái dạng chung rồi các bạn. Còn những vấn đề này nó đi theo từng môn phái, môn phái sẽ có một cách xây dựng khác nhau. Mình sẽ đi vào vấn đề đầu tiên, đó chính là cái tẩy luyện trang bị cho môn phái Thiên Nhẫn. Về việc tẩy luyện trang bị thì mình sẽ ưu tiên tẩy luyện các cái chỉ số sức mạnh, linh hoạt, thể chất và nhanh nhẹn. Tiếp theo đó là mình sẽ ưu tiên các cái thuộc tính khác như là về sát thương bạo kích, tỷ lệ bạo kích, rồi bỏ qua né tránh, miễn sát thương bạo kích. Đó, thì cái con Thiên Nhẫn các bạn biết đây là môn phái solo có khả năng dồn đam rất mạnh, thì nó sẽ có hai hướng xây dựng. Một là các bạn đi full đam luôn, các bạn sẽ đi theo hướng là full sát thương để tạo ra được một cái đòn đánh mạnh nhất và có thể kết thúc được kẻ thù trong một đòn đánh. Và cái hướng xây dựng thứ hai là cái hướng xây dựng con này nó sẽ có một cái sức bền bỉ, có nghĩa là chúng ta sẽ giảm cái phần sát thương xuống và tăng cái khả năng phòng ngự của con Thiên Nhẫn lên. Đó, thì mình sẽ xây dựng con này theo hai hướng nha các bạn. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết về cái phần tẩy luyện trang bị. Đây các bạn, thì đối với những cái món trang bị ở phòng công cụ, ví dụ như là nón, hộ uyển, đai và giày, thì mình sẽ có những cái dòng tẩy luyện như sau. Các bạn lưu ý nha, lúc nãy mình có nói là ưu tiên những cái dòng chỉ số cơ bản như là thể chất, linh hoạt, nhanh nhẹn, những cái dòng này bắt buộc phải lấy nha các bạn. Mặc dù chúng ta là những cái dòng màu trắng hay gì đó, các bạn vẫn phải cho vào. Tiếp đến đó chính là cái dòng sát tỷ lệ kháng bạo kích, nó sinh lực cơ bản. Rồi ở đây các bạn có thể cho né tránh hoặc là hồi phục sinh lực, hoặc là cái kháng tỷ lệ, hình như đây là kháng tỷ lệ chón hay gì các bạn ạ. Cái nón là kháng tỷ lệ chón. Thì nói chung cái dòng hồi phục sinh lực này các bạn có thể luân phiên chuyển đổi, ví dụ các bạn dùng một cái dòng né tránh hoặc là các bạn dùng cái dòng kháng tỷ lệ tàn phế hay gì đó, hay là kháng tỷ lệ chón hay gì, mình không nhớ cái dòng này nó là cái gì, nhưng mà các bạn có thể thay đổi. Còn những cái dòng ở trên này các bạn giữ cố định. Rồi tương tự như bên hồ uyển cũng vậy các bạn ạ, chúng ta sẽ có dòng sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn. Ở đây thì mình đã liệt kê sẵn cho các bạn rồi, thì các bạn có thể lưu lại để chúng ta tham khảo cái phần này. Tiếp theo là mình sẽ qua về cái phần
tẩy luyện trang bị của những cái phòng trang sức, ví dụ như là dây chuyền, nhẫn, ngọc bội và pu. Rồi, mình đã liệt kê sẵn cho các bạn. Đây là những cái dòng chuẩn và nó áp dụng phổ biến cho hầu hết tất cả các môn phái luôn nha các bạn. Không chỉ riêng gì cho thiên nhẫn cả. Nó chỉ có một số cái dòng đặc biệt thôi các bạn. Một số cái dòng nào thì ở đây nếu mà có những dòng đó thì mình sẽ nhấn mạnh cho các bạn. Tiếp theo đó là tẩy luyện trang bị ở bên phòng binh giáp. Chúng ta sẽ có áo và vũ khí. Thì ở bên áo, ở đây có một cái dòng ví dụ như là hồi phục sinh lực. Thì ở đây các bạn có thể dùng cái dòng kháng tất cả để các bạn thay cho dòng này cũng được. Đây là một cái dòng nó sẽ luân chuyển thay đổi cho các bạn. Thì hồi phục sinh lực giúp cho thiên nhẫn các bạn lúc tàn hình chúng ta sẽ hồi máu lẹ hơn. Mặc dù trong cái tuyệt học của thiên nhẫn chúng ta đã có được cái khả năng hồi máu rồi. Nhưng mà đối với các bạn nào mà chưa có tuyệt học thì lúc này chúng ta rất cần cái dòng hồi phục sinh lực. Khi các bạn tàn hình chúng ta sẽ hồi được một lượng máu nhỏ nhỏ cho cái hạt của mình. Ở bên vũ khí thì mình sẽ có những dòng như là hút sinh lực, sức mạnh, linh hoạt, tỷ lệ bạo kích. Rồi tỷ lệ thuộc tính thì các bạn cũng có thể dùng cái dòng tấn công để các bạn thay thế. Nếu như cái dòng nào các bạn phẩm chất cao hơn, các bạn sẽ thay dòng đó vào. Và cái dòng sát thương thuộc tính, dòng này cũng khá là quan trọng nha các bạn. Tại vì thiên nhẫn nó sẽ đánh mạnh vào cái sát thương thuộc tính rất nhiều. Do đó ưu tiên sát thương thuộc tính. Tiếp theo là về phần khảm đá hồn cho thiên nhẫn, mình sẽ qua cái mục số 2 khảm đá hồn. Thì đối với những loại đá hồn có rất là nhiều loại, ở đây mình sẽ ưu tiên với những viên đá có chỉ số tăng những chỉ số cơ bản, ví dụ như là sức mạnh, linh hoạt, nhanh nhẹn, thể chất. Thì những cái dòng này nếu như có điều kiện, ví dụ như các bạn chơi những viên đá level 5 sơ mà các bạn có điều kiện, chúng ta nên lên những viên đá trung hoặc là cao lên các bạn, thì lúc này sẽ mang đến cho sức mạnh một cái sức mạnh cho con thiên nhẫn rất là nhiều. Rồi đá hồn thì mình sẽ đặc biệt một số loại đá level 5 sơ, đặc biệt mình ưu tiên nâng nâng bậc các bạn, nâng cấp cái viên đá ví dụ như là quỷ cốc tử và võ tắc thiên. Rồi các loại đá level 5 sơ khác thì chắc chắn chúng ta phải xài rồi, tại vì là đá level 5 thì nó rất là ngon. Và quan trọng là chúng ta phải có được cái viên quỷ cốc tử và võ tắc thiên đầu tiên nha các bạn. Tại vì các bạn biết á, đối với viên võ tắc thiên thì nó sẽ tăng thêm cái khả năng hút sinh lực, kháng hút sinh lực cho con thiên nhẫn để giúp nó phòng thủ tốt hơn. Cũng như là cái viên đá quỷ cốc tử này nó sẽ tăng cái thuộc tính đó chính là phản đòn miễn thương. Tại vì thiên nhẫn các bạn đam rất là cao, mà chúng ta đánh vào cái người khác chúng ta bị phản sát thương lại thì nó sẽ rất là bất lợi. Do đó các bạn cần lên những cái viên đá này. Rồi những viên đá tăng sát thương bạo kích, tỷ lệ bạo kích, đá tăng thời gian thuộc tính và kháng thời gian thuộc tính. Đó là những cái viên đá, những cái thuộc tính được ưu tiên và chi tiết như thế nào thì mình đã liệt kê sẵn ở đây rồi các bạn. Rồi tương tự từ bên trái sang bên phải nha các bạn. Ở bên này là chúng ta sẽ khảm. Với những bạn chơi những server nào mà trang bị các bạn chỉ cho phép khảm được 4 viên đá. Bên đây là 5 viên đá, cái cột này là 6 viên. Và tương tự cái cột cuối cùng đó chính là 7 viên đá, và mình đã liệt kê tất cả những loại đá cho các bạn ở đây. Và có một số bạn cũng hay hỏi mình là với những cấp server 3X, 4X thì chúng ta chưa có được những viên đá này thì chúng ta sẽ dùng đá gì? Thì với cái cấp server đầu thì nó rất là đơn giản các bạn. Nếu mà các bạn chưa có đá level 3 sơ thì chúng ta hãy dùng đá level 2 các bạn ạ. Ví dụ như các bạn có thể dùng những cái viên như là đây Minh Nguyệt Đao hoặc là Lục Minh Nguyệt Đao hoặc là Lục Vân Long cũng được các bạn. Các bạn khảm vào trước để cho chúng ta có những viên đá đó. Sau này các bạn có phương miễn đó thì các bạn sẽ lắp những cái viên phương miễn sơ này vào, rồi chúng ta sẽ nâng cái thuộc tính từ từ lên. Rồi tiếp theo đây là bên dây chuyền các bạn. Dây chuyền thì mình sẽ có những viên đá tăng tỷ lệ bạo kích nè. Rồi những viên đá bỏ qua né tránh. Các bạn biết là thiên nhẫn cần cái thuộc tính bỏ qua né tránh rất là nhiều. Tại vì càng đánh trúng đối phương càng nhiều thì sẽ càng tốt. Rồi về sau thì sẽ có một số loại đá mới. Ví dụ như là huyền băng điêu hoàng ở đây. Cái này thì mình sẽ đi lướt nha các bạn. Tại vì đá hồn mình đã liệt kê sẵn rồi. Và nó cũng chỉ có những viên đá này, mình sẽ không giải thích thêm. Bên Hồ Uyển thì chúng ta sẽ có một số loại đá ví dụ như là Triệu Thăng Quyền để tăng thêm linh hoạt cũng như là đường tiêu, rồi đá Dương Hy Liệt nữa các bạn. Dương Hy Liệt thì mình sẽ ưu tiên rất là nhiều ở đây, tại vì nó sẽ tăng cho chúng ta cái thuộc tính đó chính là đây các bạn, thời gian thuộc tính đó, nó sẽ tăng cái thời gian tê liệt cho đối phương rất là nhiều.
Rồi, đây các bạn thấy không? Cái viên quỷ cốc tử chắc chắn các bạn phải có nha. Quỷ cốc tử hình như lên 13X là chúng ta sẽ có viên đá này. Và nếu như có, các bạn cố gắng cho cái viên này vào con thiên nhận của mình. Nói chung là phần lớn bên phòng hậu uyển mình sẽ tập trung những cái viên đá tăng linh hoạt rất là nhiều. Tiếp theo ở bên cái nhẫn này, nhẫn thì cũng có những viên đá tăng bỏ qua né tránh, tăng sức mạnh và tấn công các bạn. Rồi những viên đá hiếm này, nếu mà các bạn có được những cái loại đá level 5 hiếm như thế này á thì các bạn nên cho vào. Nói chung thì đây là những cái viên đá bắt buộc các bạn phải tốn tiền thì chúng ta mới có được, chứ không không dùng vàng được các bạn ạ. Rồi những viên đá hồn ở áo, áo thì mình sẽ tập trung về cái độ trâu cho con thiên nhẫn, ví dụ như là tăng về kháng, tăng về cái hiệu suất phục hồi, rồi tăng thể chất đây các bạn. Đến phần ngọc bội, ngọc bội thì cũng không có gì đặc biệt, cũng có những cái loại đá hồn này. Hay về sau thì có thêm một số đá mới hiện tại là các bạn, ví dụ như là viên chích viêm ngưu hậu, nó tăng linh hoạt và tỷ lệ kháng bạo kích đây. Những cái viên này hiện tại mình vẫn chưa có, thật sự là mình vẫn chưa có điều kiện để sắm những viên này. Nói chung là chúng ta cố gắng sắm được những viên này thì cái acc của mình nó sẽ khỏe hơn, đánh được nhiều phái hơn. Tiếp theo là những viên đá hồn ở đai. Ban đầu ở đai thì mình sẽ tập trung về thể chất hoặc là tăng sinh lực. Sau đó thì mình có những viên đá mới thì chúng ta sẽ tăng thêm cái phần đó là bỏ qua kháng tất cả. Đây các bạn có thêm một cái viên quỷ cốc tử ở đây, các bạn phải cho vào cái viên này nữa. Phù, ở bên phù thì cũng không có gì đặc biệt các bạn ạ. Đây, những viên đá hồn mình đã liệt kê sẵn rồi, mình sẽ lướt qua thật nhanh cái vấn đề này để mình nói đến cái vấn đề đó chính là chân nguyên và đồng hành nha các bạn. Đây là những viên đá ở dày. Đây các bạn xem, tập trung rất nhiều những viên đá nhanh nhẹn ở giai đoạn đầu và sau đó mình sẽ bỏ bớt từ 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 để mình thế những cái viên đá khác. Rồi, tiếp theo là bên phần vũ khí đây các bạn. Vũ khí đây, tập trung những viên đá tăng sức mạnh. Rồi, bây giờ mình sẽ qua vấn đề được gọi là quan tâm, đó chính là chân nguyên và đồng hành. Thì chân nguyên thì theo cái test của mình nha các bạn, theo cái test cũng như là theo cái sự tìm hiểu của mình, chân nguyên đối với con thiên nhẫn thì chúng ta sẽ chơi được 4 loại chân nguyên như sau. Đầu tiên đó chính là băng thanh ngọc nhuận, đồng phu thiết cốt, thiên địa quy tâm và mộc như thanh phong. Ở đây thì mình sẽ phân ra cái kỹ băng thanh ngọc nhuận và đồng phu thiết cốt, thì mình đây là cái kỹ chân nguyên dùng cho cái con thiên nhẫn nếu như các bạn muốn đi theo cái đường đó là bền bỉ. Có sự bền bỉ và dẻo dai, có nghĩa là chúng ta sẽ duy trì lâu hơn, thì các bạn nên chơi cái hai cái chân nguyên này. Còn nếu như các bạn muốn có một cái dạng sát thương mạnh để chúng ta dùng đam cao thì các bạn chơi cái kỹ thiên địa quy tâm và mộc như thanh phong. Thì cái mộc như thanh phong này mình đã test khi với cái cấp kỹ lên là 12 trên 12 thì mình sẽ được 33% sát thương cuối và cứ mỗi 32 giây nó sẽ bỏ qua tấn công 1.8 giây các bạn ạ, 1.8 giây. Có nghĩa là cái kỹ này nó sẽ tính dồn cho các bạn. Ví dụ như trong một khoảng thời gian các bạn không hiện cái kỹ này, nó sẽ vẫn giữ ở đó. Khi đối phương đánh trúng bạn lần đầu tiên thì nó sẽ hiện lên chữ né và chúng ta sẽ không bị đánh trúng trong 1.8 giây. Rất là có lợi cho con thiên nhẫn vì con thiên nhẫn nó có cái khả năng tàng hình. Thì các bạn sẽ lợi dụng cái khả năng tàng hình để chúng ta tích cái kỹ này. Đó, tích cái lần sử dụng của cái kỹ này lên, và khi chúng ta hiện hình lên thì chắc chắn ở lần đầu tiên mình bị đánh trúng sẽ đối phương dồn combo vào mình, ở cái lần đầu tiên chắc chắn mình sẽ không không bị đánh trúng, không bị mất máu, rất có lợi luôn nha các bạn. Đó, cái kỹ này cực kỳ có lợi trong cái vấn đề solo, các bạn đi solo phải nói tuyệt vời. Cầm cái kỹ này các bạn ăn được những cái môn phái khắc hệ của mình, ví dụ như những môn phái đoàn thị, hiện tại đoàn thị là môn phái dồn đam cao. Đó, bắn cái lục mạch vào mà các bạn né được 100% luôn. Rồi, như vậy thì đi chung với những cái kỹ này thì mình sẽ có một số cái đồng hành sẽ được bố trí như sau các bạn. Đầu tiên mình sẽ xây dựng đồng hành cho cái kỹ Thiên Địa Quy Tâm và Mộc Như Thanh Phong. Đây là cái hướng xây dựng theo cái dạng sát thương nha các bạn. Chúng ta sẽ có Độc Cô Kiếm, Kinh Kha, Đường Giảng và Dương Ánh Phong. Ở đây mình dùng Dương Ánh Phong, thứ nhất là mình sẽ lấy được cái sát thương thuộc tính hệ hỏa và cái nhanh nhẹn để tăng thêm né tránh.
Rồi kinh kha và đơn giản chắc chắn mình sẽ lấy những cái thuộc tính như linh hoạt và cái sát thương bạo kích các bạn ạ. Rồi độc cô kiếm mình sẽ lấy những cái thuộc tính như là sức mạnh. Đó là đồng hành 2S. Những bạn nào mà chơi đồng hành 1S thì chúng ta sẽ tìm những cái con có cái chiêu hộ chủ tương tự với những con này nha các bạn. Mình sẽ không nói thêm ở phần này. Rồi khi chúng ta có được những con đồng hành 3S thì thứ tự thay thế của các bạn sẽ như sau. Nếu như các bạn chơi Tần Thủy Hoàng, chúng ta sẽ bỏ Dương Anh Phong đi. Rồi các bạn nào có hạng Vũ, Hoàng Nha Hồng Liệt trước, các bạn nhảy Hoàng Nha Hồng Liệt trước thì các bạn hãy bỏ Đường Giảng. Rồi tương tự hạng Vũ các bạn bỏ Độc Cô Kiếm, và khi các bạn có Võ Tắc Thiên chúng ta bỏ Kinh Kha luôn, tại vì các bạn đã chơi Thiên Địa Quy Tâm rồi, chúng ta đã có đam rồi nên chúng ta sẽ không giữ Kinh Kha nữa. Rồi tiếp theo khi các bạn có Quỷ Cốc Tử thì chúng ta sẽ thay thế vào cái con Tần Thủy Hoàng này, tại vì ở đây chúng ta vẫn nói chung là khi các bạn chơi càng về sau á thì cái mức độ sát thương nó đã rất là cao rồi, lúc này chúng ta cũng cần một cái gì đó để phòng thủ. Nếu như các bạn muốn đi full dam nữa, các bạn chơi Tần Thủy Hoàng ở đây luôn thì cũng được, nhưng các bạn sẽ rất là dễ bị đột tử, đòi hỏi các bạn phải có khả năng BK và chạy trốn phải nói là ghê gớm dữ lắm thì chúng ta mới nên chơi theo kiểu này. Và đối phương bị bạn dồn một combo mà theo cái kiểu full dam thì phải nói rất đau, rất thốn và khả năng đột tử rất là cao. Nhưng mà mình khuyên các bạn ở đây vẫn nên chơi một con Quỷ Cốc Tử, tại vì con này nó hỗ trợ về đồ trâu cho con Thiên Nhẫn rất là nhiều nha các bạn. Ở đây chắc chắn các bạn cũng thắc mắc là ở đây ví dụ như các bạn có Kinh Kha và Môn Khách. Kinh Kha thì các bạn có thể thay thế cái con Tần Thủy Hoàng ở đây được hay không? Thì câu trả lời của mình đó chính là được, hoàn toàn được luôn. Ví dụ như các bạn có con Kinh Kha và các bạn sử dụng thêm Môn Khách Kinh Kha thì các bạn có thể chơi cái bộ đó là Kinh Kha rồi Hoàng Nha Hồng Liệt, Hạng Vũ, Võ Tắc Thiên. Đó, khi các bạn có Quy Cốc Tử chúng ta thay thế vào. Tiếp theo đó là mình sẽ xây dựng cho cái kỵ chân nguyên Đồng Phu. Thì Đồng Phu là một cái kỵ tăng về cái độ trâu các bạn, nó tăng về độ trâu, do đó mình sẽ cần ép cái đam nhiều hơn. Do đó nó chỉ khác ở một chỗ, đó là mình sẽ không sử dụng con Quỷ Cốc Tử, mình sẽ sử dụng Kinh Kha ở đây luôn. Và khi các bạn có Võ Tắc Thiên chúng ta sẽ thay thế cho Tần Thủy Hoàng. Đó, hoặc là các bạn sử dụng Kinh, nếu như mà Tần Thủy Hoàng các bạn đã thức tỉnh rồi nha, đã thức tỉnh và đã có Môn Khách Tần Thủy Hoàng luôn rồi thì mình sẽ bỏ Kinh Kha đi, mình dùng Võ Tắc Thiên thay thế vào con Kinh Kha chỗ này. Đó là khi các bạn chơi chân nguyên Đồng Phu thì chúng ta sẽ không dùng con Quỷ Cốc Tử. Lưu ý nha các bạn. Tiếp theo chân nguyên Băng Nhuận. Cái chân nguyên Băng Nhuận này thì là một cái kỹ tăng máu cho các bạn và nó thêm cái hiệu quả đó là nó sẽ hồi chiêu. Nhưng mà cái kỹ này chơi nó sẽ khó hơn rất nhiều, tại vì các bạn phải canh được cái thời gian hồi chiêu của kỹ này, cũng như là các bạn phải canh được cái chiêu tàng hình của mình. Nó sẽ khó khăn hơn cho các bạn, nhưng mà chơi cái kỹ này chúng ta sẽ hồi chiêu liên tục và sẽ gây ức chế cho đối phương rất là nhiều, tại vì các bạn tàng hình rất là nhiều và đối phương không biết lúc nào các bạn sẽ hiện lên để công kích. Đó, thì cái kỹ này mình sẽ xây dựng nó tương tự như cái kỹ Thiên Địa Quy Tâm và Mộc Như Thanh Phong ở cái phần đồng hành. Các bạn thấy nó sẽ không có gì thay đổi cả, tại vì ở đây nó cũng cần đam ở giai đoạn đầu và về sau mình cũng sẽ thêm phòng thủ cho cái kỹ Bản Thân Ngọc Nhuận này. Rồi tiếp tục đó là về các cái dòng tẩy luyện trong chân nguyên. Thì ở đây mình liệt kê cho các bạn xem, đối với những chân nguyên các bạn chơi được 6 dòng, chỉ được khảm được 7 dòng, chúng ta sẽ sử dụng các dòng cơ bản đó là sức mạnh, nhanh nhẹn, linh hoạt. Rồi tiếp theo những dòng khác như là né tránh cơ bản, tỷ lệ bộc kích cơ bản và bỏ qua né tránh cơ bản. Tiếp theo với những chân nguyên khảm được 7 dòng thì mình sẽ bổ sung thêm một dòng, đó chính là cái dòng bỏ qua tỷ lệ bộc kích cơ bản ở đây các bạn. Những dòng khác các bạn thấy nó sẽ tương tự như ở phía trên này. Rồi với chân nguyên khảm được 8 dòng thì mình sẽ bổ sung thêm một dòng thể chất vào để giúp cho con Thiên Nhẫn của chúng ta sẽ được trâu hơn, thêm một cái lượng máu. Rồi tiếp theo vấn đề kế tiếp sau đồng hành rồi mình sẽ nói về vấn đề môn khách nha các bạn. Môn khách khá là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Đối với môn khách thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số bộ để chúng ta chơi, ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới nha các bạn. Các bạn có bộ nào chúng ta sử dụng bộ đó trước,
và các bạn có được những bộ ở trên này hết rồi thì chúng ta không cần sử dụng những bộ dưới này. Đó là thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Cái bộ đầu tiên mình muốn nói đó chính là cái bộ của Lý Nguyên Bá. Thì các bạn xem trong cái bảng môn khách thì cái con Lý Nguyên Bá này kết hợp với cái nào thì các bạn xem thêm nha. Mình sẽ không nói tên những cái bé còn lại trong đây. Ví dụ như là Lý Nguyên Bá, các bạn xem nó sẽ áp dụng với Triệu Vân, Lý Quảng. Nó sẽ tăng được cái thuộc tính đó là triệt tiêu sát thương cuối 5%. Thì 5% này nghe có vẻ như là không nhiều đúng không các bạn? Nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp thêm cái thuộc tính cơ bản của con môn khách này, ví dụ như tăng thêm kháng kim rồi tỷ lệ kháng bạo kích đó, của con Lý Nguyên Bá rất là nhiều. Hoặc là Triệu Vân các bạn có kháng tất cả nè, đó, kháng mộc đó, ví dụ như là rồi Lý Quảng các bạn có tỷ lệ bạo kích nữa, kháng hỏa rất là nhiều. Thì chúng ta kết hợp thêm cái thuộc tính cơ bản của cái con môn khách 2S này thì nó sẽ mang lại sức mạnh rất là lớn. Tiếp theo là cái bộ của Nhạc Phi. Thì cái bộ này sẽ cho các bạn cái 50% tỷ lệ bạo kích cơ bản, sẽ giúp thêm cái sát thương cũng như búp đam cho cái con thiên nhận chúng ta lên. Rồi bộ của Dương Ảnh Phong là cái bộ sẽ giảm được 50% cái tỷ lệ bạo kích của đối phương. Đó. Rồi cái bộ Trúc Tử Hư này, cái bộ này cũng rất là hay nha các bạn. Cái bộ Trúc Tử Hư nó sẽ cho các bạn 50% cái bỏ qua né tránh của đối phương. Đâu rồi các bạn, để mình mở cho các bạn xem Trúc Tử Hư Đâu Mộc Duệ đây. Trúc Tử Hư, Hoàng Mộ Vân, Thanh Hiểu Sư Thái và Đâu Mộc Duệ. Thì cái bộ này nó sẽ bỏ qua né tránh cơ bản của đối phương 5%. Ngoài ra các bạn thấy một số thuộc tính cơ bản của con Đâu Mộc Duệ nó có tăng thêm cái sát thương hệ hỏa các bạn. Cái sát thương hệ hỏa cũng búp đam cho con thiên nhẫn của mình khá là nhiều. Rồi bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng những cái bộ như là Kinh Kha, Viên Thừa Chí, rồi Đường Giản với cái con Cao Trường Cung. Ngoài ra nếu như những bạn nào mà mới chơi, các bạn chưa có được những cái bộ này, chúng ta có thể sử dụng các loại môn khách A tăng cái hiệu suất phục hồi cho các bạn. Tại vì trong cái con môn khách A này nó sẽ có cái thuộc tính đó là bỏ qua kháng hỏa các bạn ạ. Ví dụ như con Nạp Lăng Chân đây. Đó, chính là cái thuộc tính bỏ qua kháng hỏa rồi tăng thêm hiệu suất phục hồi. Thì bỏ qua kháng hỏa thì các bạn biết là nó sẽ giúp đánh xuyên giáp đối phương. Và hiệu suất phục hồi nó sẽ tăng cái lượng máu hồi phục cho các bạn khi các bạn mỗi lần các bạn hồi phục. Đó. Thì rất có lợi cho thiên nhận đối với cái con môn khách này. Và danh sách môn khách A thì mình có để ở cái link ở dưới video này. Các bạn có thể tải về để tham khảo những cái con môn khách nào nó sẽ có cái thuộc tính như mình vừa nói các bạn. Đó chính là cái bỏ qua kháng hỏa và cái hiệu suất phục hồi. Các bạn có thể xem ở phần mô tả của video nha. Rồi môn khách thì chỉ có những vấn đề như vậy thôi các bạn. Và nếu như các bạn nào mà có được những môn khách 3S và các bạn có khả năng chơi thì chúng ta nên chơi. Ví dụ như chơi Hoàng Nha Hồng Liệt thì các bạn kết hợp thêm với cái con Yên Nhược Tuyết thì các bạn tăng thêm cái 50% né tránh. Rồi trong khi đó thì môn khách Yên Nhược Tuyết nó cũng cho các bạn cái khả năng đó là cái sát thương thuộc tính hệ hỏa đó. Rồi nếu như các bạn chơi môn khách gì nhỉ, các bạn có thể chơi được môn khách Tần Thủy Hoàng hoặc là môn khách Hạng Vũ. Đó là những một con môn khách 3S và nó đòi hỏi các bạn phải dùng ngân sức để mua. Thì cái này các bạn nào có điều kiện chúng ta nên chơi. Tiếp theo là nói về mảnh tuyệt học. Cái mảnh tuyệt học đây là một vấn đề rất là đau đầu các bạn ạ. Thật sự nó rất là đau đầu. Tại vì cái mảnh tuyệt học này nó sẽ hơi khó cho các bạn. Nó vừa có cấp tuyệt học, vừa có thuộc tính bộ và các thuộc tính trong mảnh tuyệt học nữa, nên nó sẽ hơi khó. Nói chung là cái tuyệt học này thì nó hơi bị lằng nhằng một tí xíu các bạn. Tại vì nó có khá là nhiều thứ để các bạn phải phân vân và lựa chọn. Nói chung là tuyệt học thì các bạn cần ưu tiên đầu tiên đó chính là cái cấp của tuyệt học. Cái thứ hai là các bạn sẽ ưu tiên về cái thuộc tính bộ của những cái mảnh tuyệt học với nhau. Và cái thứ ba là các bạn ưu tiên về các thuộc tính trong cái mảnh tuyệt học. Ví dụ như là kháng thời gian thuộc tính, rồi thời gian thuộc tính, kháng tỷ lệ thuộc tính, tỷ lệ thuộc tính. Cuối cùng các bạn sẽ ưu tiên những thuộc tính như là tỷ lệ bạo kích và sát thương thuộc tính. Cái này là chỉ lựa chọn những cái này khi mà các bạn có rất nhiều mảnh tuyệt học và các bạn đầy đủ những cái bộ của mình thì các bạn mới ưu tiên lựa chọn những cái thuộc tính này. Mình sẽ lấy ví dụ như
Đầu tiên là các bạn ưu tiên về cái cấp tuyệt học. Ví dụ các bạn xem cái khung tuyệt học này bên của bên mình đi, thì các bạn thấy là ở đây mình sẽ có những cái mảnh tuyệt học màu tím và nó không có bộ nào được gắn kết với nhau cả. Này các bạn thấy. Và ở đây cấp tuyệt học của mình đó chính là cấp 7. Các bạn xem tuyệt học mình đã được đến cấp 7. Đó là mình sẽ ưu tiên cái cấp tuyệt học cho cái quyển để mình lấy sát thương. Đó chính là cái tử vong hồi toàn các bạn. Tiếp theo đó chính là các bạn sẽ ưu tiên về những cái thuộc tính bộ cho cái mảnh tuyệt học của mình. Ví dụ như các bạn xem đây là mình đang ưu tiên về thuộc tính bộ. Mình sẽ lấy full 7 mảnh tuyệt học có cùng thuộc tính bộ với nhau mình gắn kết lại. Nhưng mình vẫn đảm bảo được là cái cấp tuyệt học của mình vẫn cao nha các bạn. Hiện tại cái cấp của tuyệt học này đó chính là cấp 5. Để xem mình có quyển một cái quyển cấp 6 các bạn ạ. Đây, cái quyển này của mình cấp 6, mình cũng có thuộc tính bộ. Và các bạn chú ý là ở đây mình ví dụ như mình gắn thêm những cái mảnh màu tím, mình gắn hai mảnh màu tím này vào nữa thì mình vẫn không thể tăng lên được cái cấp 7. Do đó mình sẽ vẫn ưu tiên cái thuộc tính bộ đây nha các bạn. Ví dụ như là mình có hai mảnh màu tím đây, mình có thể thay thế được cho cái mảnh màu xanh lá này, mình tăng được hai tầng tuyệt học. Rồi một cái mảnh màu tím này nữa mình gắn vào cái quyển màu xanh lam này, mình tăng được một tầng tuyệt học. Như vậy mình sẽ chỉ tăng được 3 tầng tuyệt học, trong khi đó ở đây mình đã có 26 tầng rồi. Mà mình tăng thêm 3 tầng chỉ có 29 tầng tuyệt học và mình không đủ lên được 30 tầng để tăng lên cái cấp 7 cho tuyệt học này. Do đó mình sẽ vẫn ưu tiên về cái thuộc tính bộ nha các bạn. Rồi cái acc của mình hiện tại nó đang auto đi full hoạt động. Đó. Rồi đó là vấn đề thứ hai. Đầu tiên các bạn lưu ý là chúng ta sẽ ưu tiên về cái cấp tuyệt học trước nha các bạn. Cái cấp tuyệt học trước. Rồi mình nói lại về cái phần mảnh tuyệt học này nha các bạn. Lúc nãy auto mình nó chạy full hoạt động, mình không có thao tác được. Thì nói về tuyệt học thì đầu tiên chúng ta sẽ ưu tiên về cái thuộc tính cấp của tuyệt học trước. Đầu tiên là ưu tiên về cấp của tuyệt học trước. Để chúng ta lên một cái quyển nào đó nó đạt được cái cấp tối đa để các bạn lấy được cái chỉ số trong cái tuyệt học này. Tùy theo môn phái thì đối với Thiên Nhẫn thì hai cuốn tuyệt học đó chính là một cái cuốn khi các bạn tàng hình nó sẽ tăng cho các bạn cái lượng máu được hồi phục và nó sẽ giảm hồi chiêu. Thì các bạn ưu tiên đối với cái quyển này lên cấp cao khi mà các bạn gọi là thực sự cầm tay solo thì các bạn ưu tiên cấp này. Còn đối với mình thì lâu lâu mình có để auto, do đó mình sẽ ưu tiên cái quyển lấy đam này lên đến cấp cao nhất. Thứ hai là các bạn sẽ ưu tiên về thuộc tính bộ. Ở đây là chúng ta sẽ cân đo đong đếm cái số tầng tuyệt học của chúng ta. Nếu như các bạn gắn những cái mảnh có thuộc tính cao mà chúng ta vẫn không thể lên được một cái cấp tuyệt học mới á, thì các bạn nên lùi lại để chúng ta sử dụng cái thuộc tính bộ, nó sẽ được ok hơn. Rồi khi các bạn đã có nhiều cái mảnh tuyệt học rồi, chúng ta có đủ cấp tuyệt học, chúng ta có đủ bộ tuyệt học, thì cái việc tiếp theo là các bạn sẽ lựa chọn những cái thuộc tính trong cái mảnh tuyệt học đó. Thì trong cái mảnh tuyệt học các bạn sẽ ưu tiên cho mình những cái thuộc tính như mình đã có đề cập, đó là cái kháng thời gian thuộc tính. Đây ví dụ như là các bạn sử dụng cái mảnh có kháng thời gian bị thương các bạn. Rồi một số mảnh nó sẽ có kháng thời gian tàn phế đó. Rồi tiếp theo là gì? Rồi cái thời gian thuộc tính, ví dụ như là tăng thêm cái thời gian bị thương. Hình như là trong này nó không có cái thời gian thuộc tính các bạn, mình nhầm. Nó chỉ có kháng thời gian thôi các bạn và tỷ lệ thuộc tính. Đó. Kháng thời gian và tỷ lệ thuộc tính nha các bạn. Ví dụ như là tỷ lệ tê liệt nè. Rồi đây thì không có, ví dụ như những mảnh khác có tỷ lệ kháng tỷ lệ làm chậm. Đó. Thì các bạn ưu tiên những thuộc tính này, đó là kháng thời gian thuộc tính. Hình như là không có cái thời gian thuộc tính các bạn, mình nhớ nhầm, không có thời gian thuộc tính, bỏ cái dòng này đi. Rồi chúng ta sẽ có dòng kháng tỷ lệ thuộc tính và tỷ lệ thuộc tính nha các bạn. Tiếp đến chúng ta sẽ ưu tiên những thuộc tính như là tỷ lệ bạo kích và những cái thuộc tính đó là sát thương thuộc tính đó các bạn ạ. Sát thương thuộc tính thì những bạn đối với cái trường hợp đó là các bạn nào mà có nhiều mảnh tuyệt học quá rồi để các bạn có sự lựa chọn. Tiếp theo là với những cái quyển tuyệt học này thì chúng ta sẽ cố gắng tìm những cái quyển tăng cái chỉ số như là nhanh nhẹn, thể chất, linh hoạt hoặc là sức mạnh. Thì các bạn kiếm được những quyển đó thì sẽ rất là ngon. Rồi nói chung là mình sẽ ưu tiên về 4 chỉ số cơ bản nha các bạn. 4 chỉ số cơ bản, ví dụ các bạn nào mà có được 2 quyển tăng sức mạnh thì sẽ càng ngon, hoặc là 2 quyển tăng linh hoạt thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều.
Ở đây thì mình ạt hơi cùi bắp, do đó mình sử dụng những cái quyển nó rất là tầm thường các bạn ạ. Rồi, đó là nói về cái vấn đề của cái mảnh tuyệt học. Tiếp theo mình sẽ qua cái vấn đề đó là kinh mạch. Thì kinh mạch thì nói chung cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái nhân phẩm của mọi người, thật sự là nhân phẩm của mọi người. Nhưng nói về kinh mạch cho cái con thiên nhẫn này thì mình sẽ có một số cái mình sẽ ưu tiên. Thì nói chung mỗi mạch thì các bạn sẽ cố gắng lấy cho mình cái chu thiên tầng 1, tầng 2 sẽ ok nha các bạn. Nhưng mà sẽ có một số huyệt vị chúng ta sẽ ưu tiên. Ví dụ như đối với nhâm mạch thì mình sẽ đặc biệt ưu tiên về cái khúc cốt này. Đó chính là cái nhâm mạch khúc cốt ở đây, để tăng thêm cái đam khi các bạn đánh thường. Rồi bên đốc mạch thì mình sẽ ưu tiên về cái đốc mạch trường cương, để khi đối phương đánh trúng chúng ta, đối phương sẽ bị loạn, sẽ tăng về cái khả năng phòng thủ cho cái con thiên nhẫn. Rồi ở bên chu thiên thì mình sẽ ưu tiên về chu thiên dương khiêu, âm khiêu và chu thiên dương duy. Đây, dương khiêu cái chu thiên này á, nó sẽ tăng cho các bạn về cái tấn công và cái tỷ lệ bạo kích, thì chúng ta cần ưu tiên lên càng cao càng tốt. Ở đây mình các bạn thấy là mình ưu tiên lên đến tầng 3. Tiếp theo là chu thiên âm duy. Chu thiên âm duy nó sẽ tăng cho các bạn cái hút sinh lực và phản đòn miễn thương. Đây là hai cái dòng rất là quan trọng, đặc biệt có thêm dòng thứ ba đó là bỏ qua kháng tất cả nữa các bạn, đánh xuyên giáp rất mạnh cho thiên nhẫn. Đó, chu thiên này thì các bạn lên càng cao sẽ càng ok nha. Rồi tiếp theo một cái đó chính là cái chu thiên dương duy, thì nó sẽ tăng cho các bạn cái sát thương bạo kích nè, rồi tỷ lệ bất lợi và thời gian bất lợi. Ở đây có nghĩa là cái bất lợi này ở đây có nghĩa là khi các bạn quăng cái chiêu cuối các bạn, cái chiêu quả cầu để hút đối phương lại á, đây cái chiêu này đó, thì nó sẽ tăng thêm cái tỷ lệ mà đối phương dính cái chiêu này, tại vì cái quả cầu này chúng ta chỉ có tỷ lệ khoảng 30%, hay 36% kèm theo 1.46 giây hỗn loạn thôi các bạn. Do đó các bạn sử dụng thêm cái chu thiên của cái mạch này thì nó sẽ tăng thêm cái tỷ lệ thuộc tính và cái thời gian thuộc tính lên. Nó sẽ có lợi cho nhân vật của các bạn khi các bạn sử dụng cái chiêu đó. Rồi, tiếp theo là cái gì nữa các bạn? Một cái âm khiêu công tôn, đó là cái huyệt vị đặc biệt âm khiêu công tôn. Đây các bạn ạ. Thì cái huyệt vị này á, các bạn lên càng cao sẽ càng tốt, tại vì nó sẽ giảm được cái hiệu suất phục hồi của đối phương để dành cho các bạn đánh những môn phái nào có khả năng hồi máu cao, ví dụ như là Thiên Sơn hoặc là Thúy Yên hoặc là Bá Đao, những môn phái có khả năng hồi máu thần thánh đó, thì khi các bạn nâng cái này nó càng cao lên thì các bạn đánh vào đối phương sẽ giảm cái khả năng hồi máu và các bạn sẽ dễ dàng kết thúc đối phương hơn. Rồi, đó là nói về tuyệt học. Tiếp theo là về tụ bổ bồn. Cái vấn đề cuối cùng đó chính là tụ bổ bồn các bạn ạ. Tụ bổ bồn thì mình sẽ khuyến khích các bạn sẽ nâng cái tụ bổ bồn của mình lên đến thấp nhất, đó chính là cái tụ bổ bồn cấp 2. Và các bạn sẽ kiếm những cái dòng này để khảm vào nhân vật của mình, đó là bốn chỉ số cơ bản: sức mạnh, linh hoạt, nhanh nhẹn, thể chất, rồi thêm một cái dòng tấn công, và cuối cùng đó chính là cái thời gian thuộc tính. Đó thì tụ bổ bồn các bạn kiếm được những cái dòng này là những cái dòng gọi là chuẩn cho tụ bổ bồn luôn nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã vừa đi qua 10 vấn đề, mình còn một số vấn đề nữa các bạn, đó chính là cái trang bị ngựa trận pháp. Thì trang bị ngựa thì mình sẽ không nói nhiều đâu, tại vì cái này nó sẽ tùy theo điều kiện của các bạn. Cố gắng mình sẽ lên full bậc ngựa thì sẽ càng tốt, các bạn sẽ ưu tiên cái yên trước. Rồi chúng ta nói chung cái yên là yên ngựa là các bạn sẽ ưu tiên lên đầu tiên, rồi cái cương và cái bằng đạp thì cái này sẽ tùy theo điều kiện các bạn thôi. Ví dụ như chúng ta muốn rẽ các bạn nên lên bằng đạp trước cũng được, sau đó chúng ta lên cương. Nói chung là các bạn phải lên đều ba cái món trang bị ngựa này. Rồi nha các bạn. Tiếp theo đó chính là cái trận pháp. Thì với thiên nhẫn thì chúng ta sẽ dùng hai loại trận pháp chính cho hảo hữu và bang hội. Đó chính là một cái trận pháp tăng linh hoạt và một cái trận pháp tăng sức mạnh các bạn ạ. Nói chung là trận pháp của mình hơi bị cùi bắp, nhưng mình sẽ ưu tiên về cái bang hội và cái hảo hữu này rất là nhiều. Tại vì hầu hết các hoạt động các bạn sẽ đi chung với bang hội của mình và hảo hữu của mình. Do đó mình sẽ đẩy hai cái trận pháp này. Rồi, đó là tất cả những gì về vấn đề xây dựng cho môn phái Thiên Nhẫn. Thì ở đây mình đã đi qua 10 vấn đề cho bạn. Thì bây giờ mình sẽ đánh giá lại sơ về cái con Thiên Nhẫn này. Nói chung Thiên Nhẫn là một môn phái, nó sẽ thích hợp cho những bạn nào mà chơi theo kiểu cầm tay solo.
và đi thích xác người khác, không thích hợp cho những bạn nào mà thiên về auto nhiều quá. Các bạn cấm auto, các bạn cái kiểu là các bạn muốn chơi theo hội đồng á, thì nó sẽ rất là khó. Thiên nhẫn thì các bạn chỉ chơi được ở những cái trận quần chiến nhỏ, ví dụ các bạn đi thông thiên tháp đi. Đi thông thiên tháp thì các bạn cần phải kết hợp thêm với một bạn nào đó có đầu trâu, ví dụ các bạn đó chơi cái bang hay gì đó, hoặc là chơi bá đao, thì cần phải có một người lao lên để gọi là chịu đam cũng như là cấu máu đối phương, rồi các bạn sẽ là người kết thúc cuối cùng đó. Các bạn không phải là tăng, các bạn chỉ là một cái gọi là đam trong team của mình, và thiên nhẫn có khả năng tàng hình để trốn thoát kẻ thù rất là vi diệu. Thì nếu như các bạn nào mà có khả năng BK tốt thì các bạn BK con này rất là hay. Các bạn thấy là hiện tại đang là ngày hôm nay là ngày 12 tháng 1 các bạn. Thì mình cũng đã với môn phái thiên nhẫn này thì mình cũng đã kiếm được một số cái bạch kim. Ở đây thì chú ý đến cái thông thiên tháp thôi, tại vì mấy cái này thì nó sẽ không dựa vào lực chiến. Rồi còn cái tống kim thì mình sẽ cố gắng lấy cái tống kim, tại vì mấy ngày hôm nay mình đang đánh tống kim cho một cái acc của cái bạn trong team của mình không có đi acc của mình. Nói về Hoa Sơn Lượng Kiếm thì chắc mình sẽ chia tay với cái thành tựu thôi các bạn, tại vì hiện tại server của mình đang gộp với những vị đại gia rất là mạnh mẽ. Các bạn thấy không, bảng xếp hạng lực chiến cực kỳ ghê gớm, trong khi đó mình chỉ mới có 11 triệu rưỡi thôi. Không nên mông lung với cái bạch kim của Hoa Sơn Lượng Kiếm đâu các bạn ạ. Mình sẽ chia tay với nó vậy. Rồi thì cái môn phái này các bạn sẽ đi được những hoạt động như sau. Ví dụ như các bạn đi thông thiên tháp, ok, các bạn chơi tống kim vẫn được, nhưng mà mình sẽ không được vào top cao nha các bạn. Ví dụ như các bạn sẽ vẫn nằm ở top 4, 5, 6, 7, 8 gì đó, vẫn ok bình thường. Nhưng mà các bạn đòi hỏi phải BK nó sẽ hơi khó khăn hơn một tí xíu. Rồi đối với công thành chiến thì mình chỉ gọi là phụ họa bên ngoài, múa gì đó cũng được. Các bạn đừng có lao vào đám đông làm gì cả, hoặc là tàng hình chạy vòng vòng đó để đi thám thính cũng là một cái cách chơi. Nói chung là công thành chiến thì các bạn sẽ tránh giao tranh với đám đông, hay như các bạn mình sẽ đi bắt những acc lẻ là được. Rồi đi săn boss thủ lĩnh ra ngoài thì đây là những cái hoạt động nó sẽ gây khó khăn cho con thiên nhẫn rất là nhiều, tại vì đây là một phái cận chiến và khi săn boss thì sẽ rất là đông người, sẽ dồn đam vào một chỗ mà các bạn áp sát con boss các bạn sẽ rất là dễ tử vong. Rồi minh chủ võ lâm đó, minh chủ thì thiên nhẫn đánh minh chủ đam rất là cao, phải nói là siêu cao luôn các bạn, tại vì nó dồn đam rất mạnh. Nhưng mà bù lại có một cái khuyết điểm là các bạn rất dễ bị người ta cướp điểm của mình đó, cực kỳ dễ bị đối phương cướp điểm. Đặc biệt trong server mình rất là nhiều những môn phái hệ thủy, đam minh chủ rất là cao nhưng bị cướp lại cũng rất là thốn các bạn. Rồi cái gì các bạn, cái hoạt động gì quên, mình quên tên mất tiêu rồi. Võ thần điện đây, thì võ thần điện này thì khỏi nói luôn nha các bạn, tại vì thiên nhẫn là môn phái cần phải cầm tay chỉ việc thì các bạn mới có được cái sức mạnh, còn bây giờ võ thần điện auto các bạn xác nhận các bạn sẽ bị ăn hành. Nói chung đây là môn phái sẽ thích hợp cho các bạn chơi cá nhân nè, rồi chơi solo hoặc là đi những hoạt động quần chiến nhỏ để ám sát đối phương thì rất là ok, còn những hoạt động quần chiến lớn thì các bạn tạm thời chia tay với môn phái này. Rồi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về môn phái thiên nhẫn này. Thì đây là môn phái nó sẽ kén người chơi rất là nhiều, nói chung, nhưng mà vẫn còn có một số bộ phận sẽ yêu thích môn phái này, tại vì cái khả năng dồn đam cũng như là cái ngoại hình sexy, khả năng chạy trốn kẻ thù, và đặc biệt là thiên nhẫn sẽ gây ức chế cho một số thành viên trong server với cái khả năng tàng hình và ám sát. Chắc chắn các bạn chơi thiên nhẫn lâu năm thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được những danh hiệu, ví dụ như là cắn lén hay gì đó, thì mình cũng đã từng chơi và mình cũng đã từng bị. Rồi video của mình về việc xây dựng cho môn phái thiên nhẫn đến đây là hết, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nói chung là video cũng tương đối khá dài, mong các bạn thông cảm tại vì nó có rất là nhiều vấn đề ở đây. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu cảm thấy thích video này, các bạn hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn lại các bạn.